Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm viên đạm xâm nhung heo linh chi Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ ở điều trị suy nhược cơ thể cũng như là căng thẳng, mệt mỏi. Thưa các bạn, với nhịp sống nhanh như xã hội hiện nay thì chúng ta rất ít khi để ý đến sức khỏe của mình cũng như việc là chúng ta không thể cung cấp được hết các dưỡng chất cần thiết nấu cho mình những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để giúp cho cơ thể của chúng ta được mạnh khỏe hơn và chính từ việc mà chúng ta quên mất cũng như là lơ là về quan tâm đến sức khỏe của mình đã khiến cho tình trạng suy nhược cơ thể ngày một diễn ra nhiều hơn khi chúng ta gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể trong một thời gian dài sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng khó lường và nếu như các bạn đang thắc mắc với kiểu oanh rằng ở suy nhược cơ thể thì có những biểu hiện như thế nào thì các bạn hãy chú ý kỹ nhé. Suy nhược cơ thể chính là tình trạng mà cơ thể của chúng ta có hệ miễn dịch kém, đồng thời là chúng ta thường xuyên cảm thấy là căng thẳng, mệt mỏi, không tập trung, cũng như là người của chúng ta lúc nào cũng vô cùng mệt mỏi. Và chính vì vậy, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm viên đạm xâm nhung hiêu linh chi Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căng thẳng mệt mỏi cũng như là suy nhược cơ thể như thế nào. Viên đạm sâm nhung hiêu linh chi là một trong những dòng sản phẩm có xuất xứ đến từ Hàn Quốc và sản phẩm này thì được tổng hợp từ ba nguyên liệu chính vô cùng quý hiếm cũng như là mang lại những công dụng vô cùng hiệu quả, đó chính là nhân sâm, nấm linh chi và nhung hiêu. Và khi nhắc đến ba thành phần này thì hẳn chúng ta đều biết rằng chúng mang đến những công dụng cũng như là hiệu quả như nào với cơ thể đúng không ạ? Nếu như trong sản phẩm trong thành phần nhân sâm có chứa nhiều saponin, các vitamin mang lại ở sức khỏe tốt nhất, cũng như là bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể, ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm thì nấm linh chi được biết đến như là một trong những thành phần có chứa rất nhiều vi khoáng chất có ích cho cơ thể. Các vi khoáng chất này khi đi sâu vào cơ thể sẽ giúp cho bạn phòng chống được căng thẳng, mệt mỏi, cũng như là giúp cho chúng ta giảm bớt được sự mệt mỏi tác động lên cơ thể, giúp cho máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn. Nhung hiêu được biết đến là một trong những thành phần nằm trong top 4 loại dược liệu quý hiếm là sâm, nhung, quế, phụ và nhung hiêu là một trong những thành phần có chứa nhiều vitamin, các axit amin cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và nhung hiêu còn được biết đến là một trong những thành phần vô cùng bổ máu và mang lại những hiệu quả vô cùng tuyệt vời với sức khỏe của chúng ta. Chính từ sự tuyệt vời và sự kết hợp của ba thành phần này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi như bên cạnh kiểu anh đây và đối với những người gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể, căng thẳng mệt mỏi, khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này, mỗi dưỡng chất, mỗi thành phần khác nhau sẽ đi sâu vào trong cơ thể, đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết, ngăn chặn tình trạng suy nhược cơ thể và căng thẳng mệt mỏi. Viên đạm sâm nhung heo linh chi này còn giúp cho trí óc của chúng ta được giải tỏa căng thẳng mệt mỏi và ngăn chặn tình trạng stress, căng thẳng hay là áp lực Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng mà sản phẩm này mang lại vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chứng minh rằng có đến 90% khách hàng ở gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, căng thẳng. Khi sử dụng dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi này thì đã có tiến triển rõ rệt, đồng thời là sức khỏe của họ được ổn định hơn và tuyệt vời hơn. Vâng, và hiểu được nhu cầu của khách hàng thì siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là một trong những đơn vị phân phối dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi chính hãng đến từ Hàn Quốc. Và với sản phẩm này thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé là chúng ta cũng có cách sử dụng để làm sao có được hiệu quả tốt nhất. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ sử dụng hai lần và mỗi lần từ 1 cho đến là hai viên đạm sâm nhung hiêu linh chi này. Và các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh đó chính là chúng ta uống vào buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ và khi mà chúng ta sử dụng thì hãy nhớ rằng là uống trước hoặc là sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và tất nhiên là với một sản phẩm tuyệt vời như này để có được công dụng tốt nhất và hiệu quả tốt nhất thì các bạn hãy nhớ là kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ cũng như là lành mạnh. À, và kết hợp với sử dụng dòng sản phẩm đạm sâm nhung hiêu linh chi này thì chỉ sau 2 tháng thôi, các bạn đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cơ thể của mình vâng và tất nhiên rồi với một sản phẩm tốt một sản phẩm tuyệt vời và uy tín như thế này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại hà nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm đạm xâm nhung heo linh chi đến từ Hàn Quốc và hy vọng rằng với những thông tin kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.